Morning, good morning. Chào mừng các chị các bạn đã phải học English Phrasal Verbs ở trình độ nâng cao. Thì các bạn chúng ta học bài số 6, Register. Cụm động từ trong từ vựng tiếng Anh chúng ta học liên quan về cụm động từ trong từ vựng tiếng Anh. Cái từ register thì được sử dụng để chỉ một việc, một từ có là ta gọi chính thức, không có chính thức, không chính thức, mà ta gọi là trang trọng hay không trang trọng các bạn, informal or formal các bạn nghe. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ ngôn ngữ liên quan đến một công việc, một sở thích cụ thể. Thì đặc biệt là English vocabulary is particular rich. Từ vựng tiếng Anh thì đặc biệt phong phú. Vì sao? Because it combines, nó kết hợp từ a large vocabulary, một số lượng lớn và từ vựng originated, có nguồn gốc từ from Anglo-Saxon roots, tức là có nguồn gốc, có từ gốc của Anglo-Saxon ha. With a large vocabulary originated from Latin or French, có nguồn gốc từ Latin và Pháp. This means that English often has words, nghĩa là tiếng Anh luôn có những cái từ mà liên quan với with very similar meanings from each of these sources. Thế là nó sẽ có những cái nghĩa tương đương với những cái từ nguồn gốc từ này ha. Ví dụ như từ gì các bạn? To give a phrasal verb example, để cho các bạn một cái ví dụ cụ thể về phrasal verb, you can put forward là các bạn, or propose an idea. Giống như trong đề xuất một có từng điển hình nè, đề xuất một ý tưởng hay bạn hãy đưa ra hoặc đề xuất một ý tưởng các bạn ha. Can put forward nè, or propose an idea nè. Where trong đó thì sao? Where put forward like the majority of phrasal verb, đó là phần lớn của cụm động từ các bạn ha. Has a typical Anglo-Saxon etymology, đó là từ nguyên điển hình của Anglo-Saxon, từ nguyên là etymology là từ nguyên các bạn ha. Wherever propose is of Latin origin, nhưng mà từ propose là cái nguồn gốc Latin các bạn ha. Cho nên chúng ta sẽ biết được là chữ Latin chuyển tiếp là forward được thêm vào gốc Latin ha, pose input nè, thì chúng ta có thể biết được cái từ vựng ha một cách dễ dàng. Không thì giờ đó chúng ta phân tích words of Latin or French origin tend to be more formal, tức là những từ mà có sử dụng Latin và French đó thì luôn luôn là ở dạng trang trọng ha. And so proposing an idea is just far more frequently in normal written English than in informal spoken English. Thì chúng ta sẽ biết từ này nó sử dụng ở đâu, có thể các bạn hãy sử dụng trong văn viết một cách dạng trang trọng hay là sử văn nói các bạn ha. Giờ cụ thể chúng ta sẽ vô học một cái bài này các chị các bạn, chúng tôi cần các bạn học cụm động từ không chính xác nè, không chính thức, informal, những cụm động từ không chính thức ha. Mình sẽ học how's thing Jesse, is work okay this day, công việc đời này nó ổn chứ, not really, không hẳn vậy, Sophie's coming for me, cô Sophie đang cố gắng mà bởi vì trying to cause trouble for me, mình cần nghĩa đồng nghĩa câu tiếng Anh nó hay là gunning nè, gunning for me là mình là trying to cause trouble for me. Những từ tương đương hay các bạn, mình học nước ngoài mà học tiếng Anh đó, mình dù là mình biết được hai nghĩa này nhưng mà mình nói chữ Sophie's gunning for me thì nghe rất là hay. Thì các bạn học từ gun là súng các bạn, gunning for me tức là to hunt with a gun, là đang săn, đi săn với một cái súng ha. Look hard for a chance to harm or defeat, nhìn trông thật là khó để tìm cái cơ hội để hãm hại hoặc là ta gọi là gì không biết không, defeat ha, chứ defeat là đánh bại ha, đánh bại làm tiêu tan ngay đó, thủ tiêu rồi đó ha, mình defeat ha. Thì các bạn gunning for me nó tương đương với cái nghĩa là chúng ta sử dụng hiểu là trying to cause trouble for, thế này thì không trang trọng, sử dụng không trang trọng ha. For me, I think she's after my job, các bạn, she's after my job, cô ấy đang gì, tôi nghĩ cô ấy đang theo đuổi công việc của tôi, tức là đang tôi gọi là she after my job. Thì chữ after này rất là hay các bạn, after my job, after nghĩa là theo đằng sau ha, đằng sau công việc của tôi, đó là mình nghĩa to be after something, là theo đuổi tìm kiếm cái gì đó các bạn ha.
chữ after mình học là after, after các bạn ha. After nó có rất là nhiều phó từ, giới từ ha, phỏng theo, after all các bạn ha, cuối cùng, after all là cuối cùng, sau cùng, xếp cho cùng. Thì đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái khóa học tiếp theo ha, những từ cơ bản ha các bạn. After dinner, after giới từ thì nghĩa sau, sau khi. Nhưng mà đây các bạn, to be after something là theo đuổi cái gì, tìm kiếm gì là theo đuổi tôi, theo đuổi công việc của tôi nè. To thirst after knowledge, khao khát sự hiểu biết. To look after somebody, thành ngữ luôn, to up after somebody là chăm sóc ai đó các bạn ha. To follow after, to follow after theo sau ai đó. 3 days later, after, soon after, after all các bạn hãy theo những thành ngữ đi theo chúng ta học. Liên từ, tính từ nè. After là sau khi, là liên từ nè. Tính từ là sau này, sau này, sau đây, tiếp theo. In after years các bạn, cho nên chỉ after không các bạn là một nghĩa duy nhất mà các bạn học, một nghĩa như thời đó giờ mình học after theo sau là không đúng. Nếu các bạn phải biết nó là phối từ, giới từ hay là cuối cùng là gì, các bạn liên từ, tính từ mà mình sử dụng nó trong môn tiếng Anh thì nó là siêu, các anh chị các bạn ha, siêu cấp luôn ha. Thì câu chuyện này 200 từ vựng cơ bản rồi, toàn bộ giới từ thì tôi sẽ có một cái khóa học riêng để nhìn trình bày các anh chị các bạn. Rồi thì đi vô cái thằng này cho chúng ta sẽ học cái này để chúng ta sẽ thấy gì đây. I think she's after my job. I made up an important deal yesterday and she was so true các bạn ha. Tôi nghe tôi đã gì, tôi đã mình chú hè mình nghĩ là anh dịch không đúng nha, did very badly with các bạn ha. Đó, tôi đã gì, đã gây ra một cái rất quan trọng ha, đó là một cái điều tồi tệ cho một cái cuộc hẹn, một cái hẹn quan trọng ha. Yesterday and she was so true ha. She was true là làm cho cô ấy trở nên nào bị các bạn ha, đây là cái true, cái chấn động luôn ha, chấn động, bị chấn động, bị rung lên, rung mình rung lên ha các bạn, chấn động, hồi hộp, rung lên, nhân lên. À, có nghĩa là hài lòng, có nhiều nghĩa các bạn ha. True nè, truth, to be true with joy, sướng rung lên người luôn ha. Mình học luôn thành ngữ là to be true with joy các bạn ha. Rồi để học với tôi thì sẽ học được rất nhiều từ vựng các chị các bạn ha, mình học từ điển sống luôn. Thì ở đây mình nhìn tên nghĩa là did very badly with các bạn ha, mình nghĩa là mucked up an important deal yesterday and she was so truth. Don't pay any attention to her. Đừng có gây sự chú ý đến. Đừng gây sự chú ý đến cô ta các bạn ha. I know, but the trouble is times ganged up with her now too. Tức là biết nhưng mà, nhưng rất có nhất là thêm đã tập học các cô ấy, tức là câu số 3 này nghĩa là, số 3 này là form a group to act against me. Tức là tập học một nhóm là để chống đối lại tôi nè. Có nghĩa là gan là tập hợp về lũ đó. Ganged up with her to now to, so it got much worse. Thì nó làm cho rất là tồi tệ các bạn ha. À, bây giờ vì vậy nó rất là trở nên rất là tồi tệ ha. Cho nên sao nữa? They hung around together in every break and after work to hang around nè. Đọc là hang around luôn đi. Hang around là số 4 mà có nghĩa là giải bài trong bài này. Spend time together. Họ đã tán gẫu cùng với nhau ha, hàng rào tán gẫu cùng với nhau trong giờ giải lao, sau gì, sau những cái giờ làm việc ha, mỗi lần nghỉ ngơi và giải lao sau giờ làm việc, thấy không? And if Sophie doesn't shoot down one of my ideas, team does. Shoot down ha, shoot down là gì? Shoot down nghĩa là ở đây các bạn là chỉ trích ha. Nếu mà Sophie không chỉ trích một trong những ý kiến của tôi, một trong ý tưởng của tôi, thì Tim does one of my ideas. Well, they asking for trouble. Số 6 này, behaving in a way that is sure to create problems for them. Đang đối xử trong một cái cách mà chắc chắn là tạo ra vấn đề cho đối với họ hay các bạn. They asking for trouble, aren't they? You know your boss respects you. You know your boss respects you. Họ đang gây cái sự gắt cố cho chính họ thôi chứ không gì đâu ha. Yes, I couldn't ask for a better boss. I couldn't ask for a better boss. Câu nói là hay ha. I couldn't ask for a better boss các bạn ha.
là variables, that's for sure, but he's got more important things on his plate than sorting out petty office squabble. Ha, squabble các bạn, squabble đọc là squabble. Thì số 7 này các bạn hiểu rồi gì à, đó là gì, nhiều thứ quan trọng hơn, nhưng mà có nhiều thứ quan trọng hơn trên cái công việc của anh ta hơn để hay là short out petty office squabbles các bạn ha. Để ý đến những cái chảy vã nhỏ nhặt trong văn phòng các bạn chị ha. Thì bài dịch nó là vậy đó, nhưng mà mình sẽ học được nhiều từ vựng mới, mình học được những cụm từ phrasal verb mới các bạn ha. Như important thing on his plate, on his plate, plate làm dịch là công việc của anh ta ha, làm dịch là công việc của anh ta. Mình có thể dùng chữ plate nghĩa là gì ha các bạn? Plate on his plate, mình có dịch là gì được các bạn ha. Đây, để đựng thức ăn có nghĩa là có nhiều nghĩa lắm các bạn. Ở đây các bạn thì tìm cái nghĩa on này, one plate là choáng thời gian công sức của mình các bạn. Đây, chúng ta học từ này luôn các bạn thấy chưa? Cái đó hay không? On one plate, choáng thời gian công sức của mình ha. Hoặc hand give somebody something on a plate, trao cho ai cái gì đó mà không cần có sự nỗ lực nào từ phía anh ta. Something on a plate, trên đĩa ha các bạn. Choáng thời gian công sức của mình. Thì cái này các bạn thấy được điều này là đó ha. Rồi. Sorting out ha. Sort out các bạn học từ sort out đúng không? Sort out là loại bỏ các bạn. Sort out. Học hết những thành ngữ, những cái phrasal verb đi theo luôn. Sort out là sắp thứ tự các bạn, lập để lọc ra ha. Thứ tự out petty. Chữ petty này cũng là hay, là chữ petty là nhỏ, lặt vặt tầm thường. Petty troubles, petty expense, những điều chi tiêu nhỏ vặt. Petty spite, những cơn giận nhỏ nhặt. Petty about money, chữ petty các bạn. Petty springs, chữ vườn. Farmer, chữ nông các bạn ha. Petty nhỏ mọn, vặt vặt tầm thường. Rồi đó, chữ này mình tự Squabble đây các bạn thấy không? Squabble là cãi vã, những cái vã nhỏ nhặt âm ỉ ha. Squabble with gì? Squabble with somebody about something ha. Squabble ha. Rồi chúng ta học được cái này tới đây. Bước sang bài số 2 chúng ta sẽ học gì? Các bạn sẽ cùng tôi tìm hiểu cụm động từ chính thức. Những cụm động từ chính thức như sau. Động từ mà gọi là trang trọng các bạn, hay mà chúng ta sẽ học những động từ trang trọng. Trong năm ví dụ bên dưới thì chúng ta sẽ động từ có cơ sở tự nó là chính thức. Trang trọng, động từ cơ sở ở đây có nguồn gốc Latin chứ không phải Anglo-Saxon các bạn, quan trọng là Anglo-Saxon. Thì chúng ta sẽ dựa vào nó chúng ta để phân tích nó nha. The authority finally acceded to his request for a with permit agreed to. Acceded to his, đồng nghĩa với tương đương với là gì? Đồng ý với các bạn hè. Cũng đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta về giấy phép lao động ha. We will attend to your request in due course. Deal with các bạn, attend to. Chúng ta đáp ứng với yêu cầu bạn trong thời gian tới, thỏa thuận với các bạn ha. Chữ will attend to không có nghĩa là giữ các bạn. Mình học chữ attend là nó có nhiều nghĩa, đa số là người ta học trong lớp các bạn sẽ nghĩa là attend có nghĩa là dự tham dự, nhưng mà không phải vậy các bạn. Chứ attend này có nghĩa là rất chú tâm, rất cẩn thận ha. Why weren't you attending when I explained before? Attend to somebody là chăm sóc phục vụ ai đó các bạn ha. Ngoài ra còn nó chữ attend là đi đều đặn, là nên ở đó có mặt tại nơi đó, thì attend school and church. Đây là mình về là tham dự ha, đi đến trường nhà thờ. Nhưng ngọc ngữ chính của nó là trông nom chăm sóc các bạn chơi ha. Cho mình cái rất quan trọng, mình kêu attend school là attend church, attend meeting ha. Các bạn nghe gì nó nghe về tham dự cuộc họp, tham dự đến lớp học hoặc là trường học, nhà thờ gì. Nhưng mà nó có nghĩa từ này có nghĩa là rất chăm chú, chú tâm và cẩn thận. Bởi vì từ này chúng ta phải nghiên cứu nó ha. Rồi tôi lật này để cho các anh chị các bạn có thể vừa ôm lại luôn các bạn. Attend school,
judge. Rồi. Attention là attention là khác nhau, mà attend là khác nhau. Attention, các bạn attention đấy. Các bạn sẽ attention này có nghĩa là nghĩa khác. Attention là chú ý chú tâm lên các bạn ha. Rất chú ý chú tâm, rất cẩn thận thì nó cũng nghĩa tương đương đó bằng tiếng Anh. Thì các anh chị các bạn có thể tham khảo nó ha. Attention. Attention. Các bạn sẽ attention. To receive attention at our hospital, to show attention to somebody. Attention, nghiêm, to come to attention, pay attention, pay attention là chú ý tới các bạn chị ha. Đó, snap to attention, nhanh chóng và tư thế nghiêm. Thì những cái từ này các bạn học đi học loại đi, các bạn cứ ôn ha, tôi cho các bạn ôn chị dễ ha. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ câu tiếp theo là gì? He ascribes là explain, các bạn ascribes. Các bạn mới thấy từ này đúng không? Ascribe his success. Success to hard work in his youth. Youth thôi các bạn ha. Trong thời gian thời trẻ các bạn ha. Của anh ta. The presence of the gen may predispose a person to heart disease, make more likely. Sự hiện diện của gen có thể khiến một người mắc bệnh tim làm cho nhiều khả năng tăng hơn ha. James Hansen is to preside over. Preside là chủ trì các bạn ha. To be in charge of, to preside over, cái này dùng cho trang trọng ha. Preside over, các bạn hãy luôn nhớ nha. The woman inquiry. Be in charge of các bạn ha. Some new facts have emerged which bear urban the Smith case phonetic to các bạn. Bear urban the Smith case. The castaway had to call the urban. Call urban có nghĩa là use, sử dụng các bạn ha. On her life, the princess had never wanted for anything, needed các bạn ha. Thì những từ này các bạn chỉ có thể nghiên cứu để mình học ha. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ học một thứ cái này ha các bạn. Cái này qua đáp án ha, đáp án bài mới rồi. Đáp án bài 61 à. Rồi phần bài tập các anh chị các bạn hãy cùng tôi cùng xem blog của tôi ha các anh chị các bạn ha, cho chúng ta tôi sẽ giải bài tập trên đó để anh chị các bạn hãy tham khảo. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video.